Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và hôm nay anh em mình đang đến với cái tựa game khá là quen thuộc nha, Thành Phố Rồng. Ở đây thì mình cũng vừa nhận được cái chiếc rương các bạn, level 6. Và chúc mừng toàn thể anh em nằm trong team Hentai Channel Pro nha mọi người. Wow, một phần thưởng rất là đặc biệt. Và anh em chúng ta có thể nâng sao cho rồng rồi đây. Mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn. Ở đây thì Hentai đã tách mảnh thành công cái thành viên, đó chính là Titan. Đại bé Titan này là Titan thép nha mọi người. Con này thì mình cũng chia sẻ với các bạn cách để sở hữu được cái thành viên này rồi. Đó chính là anh em chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. À đây, mình định tách thêm cái con này nữa nhưng mà mới 28, thiếu 4 orbit. Đây các bạn, anh em chúng ta sẽ mở những cái chiếc rương này nè mọi người. Wow, hôm nay mở trứng vàng. Ui, hôm nay không ra được Titan rồi. Đó, cơ hội để nên chúng ta sở hữu được những cái món quà rất là đặc biệt. Rồi, vị trí này luôn. Wow, nhân 3 nha. Vô kèo ca này nữa. Ui, nhân 6, 3 là 6 rồi. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ nghĩa nhạn cái. Ở đây thì Hentai đã cho rồng yêu nhau và mình đã có được một cái con rồng mới đây các bạn. À, chữ new. Wow, và thành viên Heroic này. Thành viên này thì mình đã mở được sau khi mà mình mở những cái bốn cái hộp các bạn, bốn cái rương á, thì mình mở ra được cái thành viên rồng rắn lên mây này nha. Đây, một con Heroic rất là VIP luôn. Bây giờ thì Hentai sẽ cho con này nó ăn nha. Wow, anh em mình còn kiếm thêm được những cái điểm coin màu xanh nữa nè. Quá là tuyệt vời rồi. Wow, mình cho lên được tài khoản level 30 luôn nha mọi người. Và con này thì nó sẽ có một cái skin khá là đẹp luôn. Nhưng mà giá của cái skin đó là tầm khoảng 200 viên game nha. Đây. Đây, một cái skin khá là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về cái nhân vật này nha. Anh em mình đổi tên luôn nha. Đổi tên rồng liền. Hentai Channel, YouTuber nhỏ bé. Rồi, ở đây thì mình sẽ nghía nhạn cái. À, anh em mình thử đi like rồng, có con rồng rồng nào vip vip không. Và còn một cái chỗ nữa các bạn ơi, anh em chúng ta sẽ đến với cái cuốn sách thần kỳ này nha. Đây, nhận thưởng cái nè. Rồi, chỗ này thì mình sẽ đến với. À, mình sẽ đi đây, làm nhiệm vụ là rồng đi. Đây mình sẽ cần con đất với con hệ lửa với hệ đất nha các bạn. Mình sẽ like ra cái con này. Hệ lửa với hệ đất. Đây. Đâu rồi? Này là băng, hệ lửa với hệ đất đâu? Lửa. Đất. Đây, một bé. Rồi, hệ lửa. Đó, mình sẽ làm nhiệm vụ nha mọi người. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em chúng ta kiếm thêm được game để xài đấy. Ui, con hệ lửa của mình nó đâu rồi? Có vẻ là anh em chúng ta thiếu con hệ lửa à. À, đây. Thả cái bé này ra. Thật ra mình sẽ bốc, mình bỏ vào đây. Ok. Hệ lửa. Wow. Rồi, tiếp theo mình sẽ bế thêm cái hệ đất nữa đi. Đó, vô kèo liền. Wow, nó tới mười mấy tiếng là khá là chua. Rồi, vị trí này thì mình sẽ đi kiếm điểm bằng cách nữa là các bạn có thể đến với các khu vực. À, đây có khu vực list nè. Mỗi hiệp trong đây thì các bạn sẽ kiếm thêm được tầm khoảng 90 điểm nha. Rồi, vị trí này. À, mình có một cái con Titan nữa. Một con Titan nữa thì mình sẽ mang nó vào đây. Đâu rồi, Titan. Nó có cái chiêu đình ốc á các bạn. Đó, rồi. Level 28 thì mình sẽ nâng level cho nó lên là 30 nha. Nâng lên level 30 thì chúng ta sẽ tách mảnh ra được. Đó là mình sẽ tách được tầm khoảng 100 nha mọi người. 100 orbit. Đó, à mà quên nữa. Mấy thành viên này nếu như mà anh em mình mang nó đi chiến đấu á các bạn, thì các bạn sẽ sở hữu thêm được 60. Đó, dành cho dân cày luôn. Wow. Vậy thì nếu như mà mấy con này anh em mình dẫn nó đi luyện thì chúng ta sẽ có thêm orbit nữa nè mọi người. Đây là cách mà chúng ta sẽ nâng sao cho rồng một cách dễ dàng hơn nha.
Đây, tựa game này bắt đầu thấy khá là ổn hơn rồi đó. Rồi, chỗ này thì mình sẽ review cho các bạn xem về cái con Heris mới, cái con mà mình mới nhận nè. Đó, action. Đây rồi, hết sảy luôn. Mới vô là mất bộ giáp rồi nha. Sát thương của thành viên này của mình thì nó cũng hơi bèo bèo một tí ha. Đây, hơi bèo bèo một tí. Ui, ghê vậy. Nói là bèo nhưng mà thấy cũng không bèo lắm nha mọi người. Rồi, pha này anh em mình sẽ bế nhà với tiệt chung băng đi. Đó, còn miếng máu này thì mình sẽ cho cái con Heroic này ra. Đây, cho anh em xem hiệu ứng cực kỳ đặc biệt luôn. Wow, bay màu. Ôi, nguy hiểm. Thôi, bạn này chỉ cần một chiêu thôi là bế mình đi rồi. Không dễ dàng tí nào ha. Rồi, pha này thì anh em mình ráng cưa thêm một cái nữa nha. Đây, tới công chuyện luôn. Wow. Rồi, mình kiếm thêm được 5 viên game nha mọi người. Rồi, chỗ tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với 58. Wow, cố lên coi nè. Pha này thì mình sẽ lụm nhẹ với thành viên đó chính là chiến binh cầm kiếm băng. Wow, một nhân vật rất là đặc biệt. Nhưng mà tem bạn thì nó cũng khá là mạnh đó, cho nên đó là mình phải quýnh hết sức cẩn thận các bạn à. Bây giờ thì mình sẽ dồn đam tính từ thành viên đó chính là Titan. Một con Titan này nó hơi bèo. Khá là gắt. Rồi lần này mình sẽ nhờ tới Heroic đi. Heroic con này mình cưa chắc cũng tầm khoảng 2 cái à. 2 cái là mình sẽ... Oh my god, nó không cho cơ hội để mình cưa mới đau. Rồi, cố lên. Sát thương nhân 2 nha. Đó, sát thương mình mà nhân 2 thì chỉ với một chiêu thôi là mình hạ liền. Quất đo ván liền các bạn à. Rồi, bay màu và lần này mình phải trở lại. Đây. Phải sử dụng game các bạn ơi chứ hết cách rồi. Tem bạn nó lợi hại quá. Rồi, chỗ này thì anh em chúng ta sẽ đến với một cái đội hình khác nữa nha. Wow, lụm nhẹ cái coi. Rồi, vị trí này thì bắt đầu mình xài tới chiến thuật các bạn. Đó, tới công chuyện liền. À, Titan thì mình sẽ cho thôi, cho con này đi. Wow. Ui, sát thương được nhân 2 luôn. Nhưng mà dường như là cái con Heroic thì rắn đất này là nó không có ổn lắm các bạn ơi. Con này phải lên maximum tới bậc tím này thì nó mới ngon. Đó, còn anh em mình hiện tại là mình thấy chưa ổn lắm ấy. Rồi, oh my god, sai rồi. Ca này là bị sai rồi, con này có trở lại quýnh cũng đâu có nổi. Không ổn các bạn ơi. Con này sai lầm vẫn là anh. Thôi, chỗ này thì anh em mình sẽ nhờ đến thành viên này đi cho nó chắc. Mang con Titan kia ra thiệt tình. Rung quá các bạn à. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ hạ tem bạn một cách dễ dàng hơn đây. Cho dù tem bạn có mạnh tới cỡ nào thì làm sao chống chịu nổi cái nguồn sức mạnh 5 sao. Đó, mình là cân tất luôn. Wow, sát thương này còn được nhân 2 nữa nè các bạn. Quá ghê gớm ha. Rồi, pha này thì nhờ tới bé Heroic nè. Wow, ngon lành rồi. Đây. Rồi sau đây thì anh em mình ra ngoài có thể thu hoạch ít vàng bỏ túi. Mình số lượng game của mình để dành hiện tại đã được 218 rồi các bạn. Mình sẽ cố gắng để dành game này để mình đua cuộc đua Heroic tiếp theo đi. Cuộc đua lần này thì cái nick này mình không có đua ấy, cho nên nó là không nhận được rồng VIP ha. Ở đây thì đó, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên cho mình một subscribe nha.
Đây, các bạn nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên ha. Để hắn ta ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi, nhất là những bạn nào mà xem trên điện thoại đó, các bạn có thể kéo nhẹ xuống dưới video này một chút xíu, sẽ thấy cái khung này ha. Cái nút subscribe hay đăng ký sẽ nằm bên góc tay phải nha mọi người. Đó, và chỗ này thì chúng ta sẽ nhờ đến thành viên này nha. Đây, sát thương nhân 2. Wow, ôi tên bạn nó cũng được đao với mình nữa. Ca này không ổn nghe. Lụm nè. Rồi, thêm một cái nữa. Một cái nữa là tên bạn lên đường với mình liền. Quá tuyệt vời. Rồi, trời ơi, vẫn không ổn luôn các bạn ơi. Tên bạn nó khỏe hơn mình nghĩ rất là nhiều. Wow, rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ chạy vô. À, con này thì mình thấy máu vẫn còn ổn ổn một tí. Wow, cố lên. Yeah, cách cũng khá là nhẹ nhàng luôn. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta sẽ có 48, 40, 40. À, đội hình của mình khỏe hơn mà. Đây, mình thấy đội hình của mình khỏe hơn là mình cứ việc chơi khô máu luôn các bạn. Ba con này thì các bạn biết rồi ha. Mấy thành viên này là anh em chúng ta nhận được trong cái tem 20 người đó mọi người. Rồi, pha này thì anh em chúng ta sẽ đến với nhân vật đó chính là Rồng Huyền Thoại Lửa Gió. Đây đây đây. Mình sẽ ưu tiên cái thành viên này ha mọi người. Con level 48 này nè. Đây. Cho nó ra chiến, nó mới có tới cái bậc vàng vàng 1 ha. Wow, còn sát thương đam với mình nữa mới ghê. Rồi, vô keo. Victory ha. Đây. Ca này thì bắt đầu càng ngày càng khó hơn. Mình sẽ mở thêm cái khiên đi nha mọi người. Đây, cái khiên này nó sẽ hỗ trợ 20% đam cho team mình. Đó, kèm theo tăng lượng máu nữa các bạn. Cho nên là hắn ta thấy khá là ổn luôn ấy. Rồi, vô kèo liền. Team bạn 45, mình 44. Nhưng mà đừng cái mình tới 2 sao lần. Wow, Heroic. Chạy chạy chạy, 36 kế chạy là thượng sách liền. Ui nhưng mà tem bạn, tem bạn nó làm cái gì đâu mà nó giảm, ui cho nó sát thương x2 với mình rồi các mọi người. Ôi nó sát thương x2 rất là ghê luôn. Wow, pha này thì nhờ tới bé băng đi. Cố lên. Rồi đến với nhân vật Happy. Ui trời ơi con này nó quất 3 con luôn. Mạnh dữ. Đó, cái này không phải mạnh thường luôn các bạn mà mạnh dữ dằn luôn ấy. Đây, mình còn được tầm khoảng 3 hiệp nữa ha. 55, 40, vẫn là 40. Nhân vật này thì Heroic này các bạn. Hai con này nó khá là khỏe luôn. Và đây là hành trình cùi bắp của mình nha mọi người. Hành trình đi từ level 1 tới level hiện tại. À, 50 mấy thôi. Mà mình trải qua được là hình như là 400 mấy chục tập rồi đấy. Wow, ôi lại một lần nữa bị ăn hiếp rồi. Đây, quả ghê gớm luôn. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ con này nó cũng không có x2 sát thương với mình nè. Chứ gặp mấy con mà nó x2 sát thương nó quấn rất là chua á các bạn. Rồi, đến với chùm cuối Heroic. Level sẽ là 40. Đây, mình sẽ cho cái bé nhím của mình ra solo. Rồi, victory nha. Anh em mình tăng được thêm một lượng máu cũng như là lượng đam khá là đáng kể. Cho nên nó là không ngán tem bạn nha. Rồi, vị trí này thì sao đây? À, Nessie. Ca này thì để mình đó. Mặt, rồi. Đây là nhân vật CP ha. Cố lên. Wow, Heroic. Rồi, nói gì? Con này thì nó dễ dàng hơn rồi. Con này nó dễ dàng hơn Heroic một tí. Wow.
Đây, ngon lành luôn các bạn ơi. Wow, và anh em mình nhận được một cái chiếc rương ở đây nữa nè. Một cái chiếc rương may mắn nha. 10, 20 ha. Mình nhìn sơ là mình thấy được 20 orbit của hệ huyền thoại. Đó, vô kèo liền. Wow. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với Cố lên. Rồi, victory nha mọi người. Đây, khá là tuyệt vời. Và mọi người ơi, ở đây thì sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì các bạn xem thêm một tập nữa ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.